Thư và Quỳ Linh rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được sự tài trợ chính của thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Bà mối ông Mai cũng đang rất hồi hộp, quý vị cũng đang hồi hộp chờ đợi xem hôm nay cặp đôi nào sẽ ra sân khấu và họ có đồng ý nhấn nút hẹn hò hay không. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Tình yêu lúc trước của mình, tình yêu của em thì sương sương cũng 7-8 mối chị. Sương sương là mình có nắm tay không? Dạ không, cũng kiểu như là em ăn cơm chưa? Dạ em ăn rồi, anh ăn cơm chưa? Vậy là sương sương đó. Sương sương, sương sương, đúng anh. Và bây giờ xin mời bạn nữ tiến ra sân khấu. Mời đàn trai. Rồi, chào anh trai. Mời đi em. Mời bên đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Thư. Em chào anh Linh. Chào em. Dạ, chào anh bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Võ Thị Bích Tuyền. Năm nay em 28 tuổi. Em quê ở Vĩnh Long. Hiện tại em là giáo viên mầm non cũng ở Vĩnh Long luôn ạ. Rồi, xin mời bên đàn trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Nam Thư, chào toàn thể quý vị khán giả. Xin chào bạn bên cạnh. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên Thắng, họ Trần Lót Văn, tên đầy đủ ba chữ là Trần Văn Thắng. Nhà em ở xã Quân Trung, có huyện Thống Nhất, có tận Đồng Nai. Dạ, em năm nay 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại tận Đồng Nai. Đồng Nai luôn. Em có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì hả Thắng? Dạ, em xin nói về cái phần khuyết điểm trước ạ. Dạ, em nói chuyện với con gái rất là nhét, nấu ăn thì cũng rất là tệ. Đôi khi cũng có một chút là hơi nóng tính. Dạ, còn về phần ưu điểm của em là một người cũng khá là vui vẻ, hài hước và em cũng biết một chút làm thơ ạ. Rồi, bây giờ mời Tuyền nói về điểm mạnh điểm yếu của bản thân mình nè. Dạ, điểm mạnh của em thì em không có cao lắm, nhưng mà cũng không có xấu lắm, mà cũng biết sao ế tới giờ luôn chị. Điểm mạnh gì kỳ vậy hả? Dạ, là không có xấu lắm, điểm mạnh là không có xấu lắm. À, không xấu lắm, không dạ. Cao lắm mà không biết sao ế từ bây giờ. Còn điểm yếu? Dạ, điểm yếu của em là tính em hay còn con nít á, họ không có biết lo, vô tư lắm. Cho nên là nhiều khi cái điểm yếu đó cũng là cái điểm mạnh của mình á. Ủa sao vậy? Dạ. Không biết lo là điểm mạnh hả? Dạ không, tại vì không biết lo, nó vô tư, nó còn con nít á. Cho nên nhiều người nhìn em á, người ta nói em trẻ hơn tuổi. Em 28 chứ người ta nhìn em, người ta tưởng em 27 à. Trẻ ghê, trẻ hơn 1 tuổi. Dạ, trẻ. Ta tưởng gần dữ ta. Chứ nếu mà anh nhìn em tả bây giờ anh nhìn em chắc anh tưởng đâu 21 á. Sao vậy anh? Thí dụ vậy con nít quá nhìn tưởng đâu 21. Bây giờ mình đi vào đường tình cái đi. Từ trước tới giờ nếu mà cái mối tình chính thức song phương ấy thì em là chưa có một mối tình chính thức song phương nào. Chưa có luôn? Dạ vâng ạ. Có đơn phương? Dạ chỉ có đơn phương thôi ạ. Vì do mình nhét quá mà mình không có dám thổ lộ cho người ta biết. Mình đơn phương vậy mấy năm? Dạ, từ cấp 3 cho tới lên học cao đẳng luôn. Giờ cuối cùng người đó đâu rồi? Dạ, người ta đã đi qua nước ngoài rồi. Trời ơi. Đàn trai nhút nhát vậy đó, đàn gái thấy sao? Dạ, em cũng nhát giống ảnh vậy đó. Dạ, Tuyền, vậy bây giờ mình nói về tình yêu lúc trước của mình. Tình yêu của em thì sương sương cũng 7-8 mối chị. Nhưng mà sâu đậm thì chỉ có 2 mối thôi. Dạ. Sương sương. Sương sương đó chị. Sương sương. Sương là sao? Dạ. Sương sương là gặp mặt, đi chơi, uống cà phê. Dạ đúng rồi, đó là như là làm quen rồi nói chuyện rồi cảm thấy không hợp thì mình không tìm hiểu nữa vậy đó chị. Chào em gái. Dạ em chào anh. Sương sương là mình có nắm tay không? Dạ chưa, chỉ có đi uống nước rồi nhắn tin thôi. Nhắn tin có đậm đậm không? Dạ không, cũng kiểu như là em ăn cơm chưa? Dạ em ăn rồi, anh ăn cơm chưa? Vậy đó. À vậy đó hả? Vậy là sương sương đó. Sương sương, sương sương, đúng anh. Rồi đó là sương sương. Còn mình, cái mối tình mà nó sao sao thì sao em? Dạ nó sâu sâu thì cách đây cũng 1 năm mấy rồi. Anh đó thì nói chung là cũng thương lắm. Nhưng mà tại vì công việc làm ăn của ảnh không được suôn sẻ đó. Rồi anh cảm thấy không có lo được cho em. Cho nên là anh kêu em lấy chồng đi, đừng có đợi ảnh nữa. Ví dụ một ngày mà ảnh kinh tế anh khá giả, anh quay lại nói bây giờ anh có thể lo cho em rồi thì sao? Dạ lúc đó em có chồng rồi chị, lúc đó là em như với anh ấy nhớ anh tắt. Trả lời hay dạ. Đó chứ trả lời em suy nghĩ lại chắc thiệt luôn á, tôi giận bà luôn á.
Rồi vậy thì mẫu người đàn ông lý tưởng mà em mong muốn là gì? Dạ hồi xưa hồi còn trẻ trẻ đó, em thích một người đẹp trai nè, học giỏi, con nhà giàu. Nhưng mà là người càng lớn tuổi nó cũng dễ dễ hơn. Em chỉ cần cao hơn em, không hút thuốc nè, không để móng tay dài nè, đừng đeo mắt kiến, em không thích đeo mắt kiến. Anh vẫn đeo mắt kiến anh? Không, không biết tối về có đeo không chứ giờ không thấy đeo. Ủa mà sao không thích móng tay dài là sao em? Tại vì nhìn nó không có được men đó chị. À, con đàn ông mà để móng tay dài là em dị ứng ghê lắm. Em muốn kỳ á, móng tay mắc mới gì rủ mấy người ta đàn đó. Đúng hay rồi, ta làm đúng cái rồi. Nghề gì mà khửi khửi môi môi móc móc á, ta để móng tay thì không lẽ người ta không men. Nhưng mà em không thích, anh thích vậy. Không thích đúng không? Dạ, không rồi. Thằng trai là nhìn cũng hot boy lắm á. Chào chị. Chào Thắng. Dạ. Xem bàn tay, đếm ngón tay cho chị coi nè. Trời. À. Không có dài. Không dài. Em thích mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ, em mong tìm được một người con gái là có một chút gì đó là hả? Mang đậm truyền thống của Việt Nam mình pha lẫn với lại cứ chút một chút hiện đại. Và đặc biệt nếu mà Tấn Cát thì có thể là biết quan tâm, chia sẻ và lắng nghe với mọi người. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ, về ngoại hình là hả, dễ thương. Trời. Dễ thương xinh xinh đi. Dễ thương, bao dễ thương luôn. Dạ, chị ở bên này bao dễ thương. Dễ thương lắm. Thì bây giờ nếu mà tiến tới á, thì bây giờ là em muốn là bên nhà gái xuống Thống Nhất Đồng Nai, về miền Đông hay là em về miền Tây? Miễn làm sao mà để cho cả hai có thể là phù hợp với nhau đó là được. Ừ. Nếu mà bạn gái mà có thể về Đồng Nai được thì quá tốt. Để chị hỏi, em muốn ảnh về miền Tây với em hay là em chuyển lên miền Đông sinh sống? Dạ thì mẹ em chuẩn bị sẵn vali rồi chị. Chỉ cần ký tên là tên đường đó. Ôi ơi. Là tiện á, đợi dạ, đúng không? Dạ, đợi, 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 đợi ký tên. Ê, thôi đó. Dạ. Về Đồng Nai kiếm chỗ sẵn đi. Tôi thấy có vali rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ gặp gỡ người thân ha. Hôm nay em đi với ai hả Tuyền? Dạ em đi với mẹ, với dì, với chị làm chung với em. À, chào mẹ của Tuyền. Dạ. Dạ chào MC Quyền Linh với anh Thư. Dạ. Tôi là mẹ của Bích Tiền. Mẹ ơi, mẹ dọn sẵn hành lý cho Tiền rồi hả mẹ? Nó nói chơi, nó tiếu rồi chơi. Mẹ thấy thằng bên đây sao? Thấy cậu trai bên đây dốc dáng thì cao ráo, sáng sẻo, đẹp trai. À, mà cũng có công ăn chuyện làm ổn định. Tôi thì muốn cho hai đứa nó tìm hiểu với nhau và có thể là tiến tới hôn nhân. Dạ, cảm ơn mẹ của Tuyền. À, mời đàn trai. Hôm nay dạ, em đi với ai? Hôm nay em đi với lại ba của em với lại một người bạn thân của em. À, ba của Thắng. Dạ, chào ba của Thắng ạ. Ở trên xin gửi lời chào anh Quỳnh Linh, chị Nam Thư. Dạ, cùng dạ, toàn thể các quý vị trong trường quay hôm nay. Thì xin nói về Thắng một chút, thì nói thật sự là Thắng là con trai một trong gia đình, nhưng là cháu nhưng là rất là tính, rất là nhát gái, này 28 mà cũng chưa có bạn gái, sợ sợ vậy. Nói về bạn gái bên này thì cũng nhận xét thì thấy cô gái bên này rất là duyên dáng, chịu hiền và dễ thương, nên là bố ok vậy. Ok ha, với sự góp ý của hai bên rồi, bây giờ vấn đề còn lại của hai em thôi nha. Cho mở rào đi Nam Thư. Và bây giờ mở rào. Bắt đầu đi Thắng. Chào em, hôm nay lần đầu tiên gặp em và xin tặng em bó hoa này. Hy vọng là em sẽ mãi luôn vui vẻ tươi trẻ như cái bó hoa như ngày hôm nay. Anh, em cũng có quà tặng anh. Em làm cái khung hình này là chỗ để ảnh vợ, nhưng mà cái khung hình đó em biết anh chưa có vợ nên em để đại cái hình của em vô á, rồi nếu mà anh có thích á thì anh để luôn cũng được, không sao hết trơn á. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Trời ơi thiệt dễ thương, tôi chịu quá, đàn gái ghê luôn á nha, duyên dáng dễ sợ luôn. Trời, ghi chữ chỗ để ảnh vợ luôn, sẵn cô để cô tống luôn. Dạ. Được đó Thắng. Dạ. Cơ hội đó thôi, hai đứa nói chuyện đi, tôi coi cái hình coi đi. Rồi còn Tuyền, em có bài hát gì để tặng không? Dạ có, em hát thì cũng được chứ không có hay, cho nên anh chịu khó nghe. Rồi. Dạ em xin hát bài Ai Da Ai Da. Đứng lên Tuyền, đứng lên, hát cho dễ thương. Một ngày thật vui xôn xao, một chuyện tình đây đây sao, thật xa được bao nhiêu lâu ngày anh và em quen biết nhau, và bây giờ nghe trong tai một câu người yêu khẽ nói. Nói đi anh. Nói liền Thắng, trời ơi anh yêu em.
I love you, I love you. Đó, ok. Ây da, ây da, ây da, ây da. Nhưng em đâu biết con tim làm sao qua bất ngờ. Ây da, ây da, ây da, ây da. Đánh đo chỉ đến sau này, cuộc đời hạnh phúc sẽ đến thôi. Dạ, anh xin hát ạ. Cảm ơn em. Em hát hay nè. Cô dâu duyên dáng gì đâu. Duyên dễ sợ luôn á, thiệt. Cứ về là ngồi cười cả ngày. Sáng tới chiều luôn á. Dạ. Bây giờ nha, hai bạn chúng ta nhìn nhau, nói một câu thực sự từ tận đáy lòng của mình về nhau. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Dạ, anh có muốn nói với em một câu này. Trên bầu trời có 1000 vì sao sáng, nhưng chỉ có duy nhất một vầng trăng. Và anh hy vọng rằng em sẽ mãi là vầng trăng duy nhất trong lòng anh. Dạ. Trời ơi, cái cặp này ta nói thính nó bay. Thính nó đâu mà bay lung tung, bay lung tung là bay lung tung. Tiền. Dạ. Câu duyên dáng à? À bấm đi chị, khỏi khỏi nói chị, bấm. Bấm luôn hả? Dạ bấm bấm. Cặp này thôi khỏi, tự nó làm vậy làm đi Thư ơi. Em đếm 2-3 là hai mình bấm nha. Ok luôn. 1-2-3. Yeah. Ôi ơi. Rất là. Nắm tay luôn, nắm tay luôn. Dễ thương hết. Làm như là trời sinh ra tụi nó để yêu nhau vậy mà. Thôi hai đứa nắm tay nhau đi. Dán tay rồi ha. Hung nụ hung đầu tiên đi ha. Trước khi mà xin phép bác cho con được hôn em thì con cũng muốn vài lời với em, là nói với em là anh không phải Xuân Diệu nhưng cũng biết làm thơ, mượn gió xin gửi nhờ nụ hôn dành tặng em. Trời đất ơi. Xin phép bác cho con hôn em. Anh Linh ơi, ngày mai dọn cơm anh ơi. Đúng anh rồi. Không phải nấu cơm mà người nấu cơm là em. Anh chỉ biết ăn cơm. Ăn cơm rồi em dọn. Tức là trước khi làm gì cũng đọc một bài thơ. Làm cái gì cũng đọc thơ hết trơn. Hai đứa là gọi là trai tài gái sắc, dễ thương lắm. Anh rất thích cặp đôi này. Có hy vọng tụi em sớm tìm hiểu nhau để có thể hai bên đi đến gặp gỡ nhau nha. Những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng hai đứa. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc TV Akino 40 inch trị giá 6 triệu 990 ngàn đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, về ra mắt hai họ đi. Rồi, hai đứa dẫn nhau đi ăn chè với uống trà sữa nè. Dạ, đi anh. Còn bây giờ, xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Em nằm mơ thì em thấy bạn nữ bên đó, lúc em vẽ nó không có giống chút nào. Có trong mơ có thấy mặc đồ màu gì không? Thì chừng nó không thấy mặc đồ mới mệt à. Xin mời đàn trai. Chào anh trai. Chào em. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mình bắt đầu giới thiệu về mình nha. Dạ, em xin kính chào anh Quyền Linh. Chào em. Em kính chào chị Nam Thư và kính chào bạn nữ bên kia. Em xin phép được tự giới thiệu. Em tên là Nguyễn Minh Hà, quê quán ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đang công tác tại Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Năm nay em 32 tuổi. Chợ Gạo mà không có gạo, toàn là trồng ớt không đúng không? Rồi mời đàn gái. Em tên là Bùi Thị Hồng Khanh, đến từ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Hiện tại em đang là kế toán. Dạ, hiện tại thì em đang ở quận Tân Bình anh. Đi quốc lộ 50 lên, được không? Dạ được anh. Được, vậy là cũng được, đi khoảng tiếng mấy tới thôi. Dạ. Khuyết điểm, ưu điểm của mình đi hà. Ưu điểm thì em là người biết quan tâm đến gia đình, trách nhiệm với công việc, biết hát. Trong tình cảm thì em là người chu đáo, tâm lý và em là người biết điều. Đôi khi cuộc sống ta biết hết á, biết tùm lum nhưng mà không biết điều cũng mệt. Bây giờ vấn đề chỗ lưng ta biết điều trước đi rồi biết mấy kia cũng được ha. Có thật xấu gì không trai?
Dạ có anh. Em thì em hay thức khuya, suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Rồi mời bên đàn gái. Ưu điểm của em là tính hơi thật thà, cũng biết hát. Còn khuyết điểm thì em không có khéo ăn nói. Với lại là em có hay bị mắc cỡ khi gặp người mình thích lắm. Bây giờ Khanh nói một tí xíu về tình trường của mình. Khanh trải qua 3 mối tình. Dạ. 2 mối tình thời sinh viên với một mối tình khi đi làm. Kết luận là sau 2 mối tình mình rút ra một cái bài học kinh nghiệm gì, tại sao phải chia tay 2 mối tình đó? Em con nít à. Còn người ta đi làm rồi mà lúc nào em cũng mong là người ta phải quan tâm đến em này nè. Lúc đó rồi. Mình còn trẻ con quá đúng không? Vậy bên đây có chịu nổi con nít không? Bên đây sao thấy ngập ngừng quá, chắc không chịu nổi con nít quá. Em thì cũng xin chia sẻ thật lòng luôn. Thì ai thì cũng phải trải qua một cái gì đó rồi mình mới từ từ mình trưởng thành. Em thì trải qua 2 mối tình chính thức. Thì một râu ria thì nhiều lắm đúng không? Năm 2013 một mối 6 tháng, năm 2016 cũng một mối 6 tháng. Trời ơi, 2 năm 2 mối, mỗi mối 6 tháng. Vậy cũng đâu có sâu đậm gì đâu. Bên đàn gái muốn một cái người yêu của mình với mẫu hình lý tưởng thế nào, có thể tả thử có bên đây giống không? Dạ, ngoại hình thì mong là ưa nhìn, có duyên, không quá mập, cũng không quá ốm, cao 1m65 trở lên. Và có cái phong cách ăn mặc trẻ trung. Trẻ trung, dạ. Áo trắng trẻ không? Tùy anh, áo trắng tùy. Chứ anh mặc áo trắng ai cũng nói già đó. Còn về tính cách thì em mong là bạn ấy cũng là một người vui vẻ, chững chạc. 90% bên đây đáp ứng được bên kia. Đàn trai mong ước một người, một mẫu hình lý tưởng cho mình là như thế nào? Về ngoại hình thì cao 1m53 đến 1m62. Dáng người thì hơi cân đối một tí. Nếu mà trên khuôn mặt có cái má lún đồng tiền thì càng thích. Còn về cái tính cách thì bạn nữ phải hiểu chuyện một tí. Em không thích là bạn nữ không nói, mà bạn nữ quần quặn em không thích. Cứ nói, có gì cứ nói đúng không? Yeah. Mong bạn ấy thông cảm trước, là nhiều khi em bực cái là em la lên, em la xong cái em hết là em bình thường à. Bên này không những nói mà còn la luôn. Tức là bên kia yêu cầu là chỉ cần nói thôi, còn bên này là la luôn. Vậy yên tâm. Chào. Dạ, chào chị. Dạ, cặp chân mày ấn tượng nha. Đồ trẻ trung, xói ca, sơ mi trắng, áo trắng đàng hoàng. Sẵn ra áo lên nhìn cho trẻ trung được không? Mình có cái tài lẻ nào ngoài cái việc là mình rất là vui tính, rất là hài hước không? Ví dụ như là ca hát đó. Ca hát, coi bói. Dạ em hát được. Coi bói rồi biết coi không? Coi thì em coi chơi thôi như chị chứ. Thiệt, cái này nghiêm túc. Một rồi đó ăn hại dữ lắm luôn á. Chị suy nghĩ nhiều lắm không chị? Thức khuya nữa, thường thức khuya là mình giống giống nhau rồi đó. Có chắc chở trong đường tình không chị? Có không? Rồi gì nữa? Hồi sơ sơ như đó thì chị ơi, đi sâu quá nó không tốt. Giỡn cho vui thôi. Chứ mà hôm qua, trước khi mà hôm nay mình tham gia chương trình á, là hôm qua mình ở nhà mình có hồi hộp không? Tí hồi hộp thôi. Có nằm mơ không? Dạ có anh. Mơ sao kể nghe nè. Em nằm mơ thì em thấy bạn nữ bên đó dáng người hơi tròn tròn, hơi mẩm mỉm tí. Sao biết mơ tạo tóc ngắn tóc dài? Trong mơ thì em thấy tóc quăng quăng hay gì á, mà lúc em vẽ ra nó không có giống chút nào hết. Có vẽ ra luôn hả? Sao có đem hình theo không? Sai rồi. Ủa, vẽ. Vẽ tóc ngắn nha mọi người. Nó quăng quăng nữa hả? Được rồi. Được rồi. Trời ơi. Chỗ này là cái đồng tiền nè anh. Giống bà nào quá vậy trời. Tại em dễ, nó không có được anh ơi. Rồi có trong mơ có thấy mặc đồ màu gì không? Chừng nó không thấy mặc đồ mới mệt à. Cái đó là căng luôn nha Linh. Trong mơ mà. Ủa mơ là hay vậy lắm à. Mơ thường không mặc gì hết á. Nó đâu dám dễ mặc gì đâu. Có dễ có cái mặt không à. Vậy là biết rồi đúng không? Có mặc đồ bộ ở nhà. Đồ bộ hả? Dạ. Mà bông bông nữa, có bông nữa. Vậy bông bông nữa. Có bông. Mẫu này mơ tôi thấy cho tôi xỉu. Cái điểm mà anh không thích nhất ở bạn gái là gì? Cái tính mà hay so đo á chị, hay đứng nước này trong nước nọ. Cái mẫu hình lý tưởng nào không có người nào? Em thích là cái kiểu mà giống chị MC Thanh Thảo trong chương trình Hugo. Cũng vậy được không? Thì ổng vẽ ra đó. Thôi được rồi. Rồi. Ồ chào em gái. Nó giống trong hình không anh? Giống cho tôi xỉu luôn á. Nãy giờ thấy trai bên kia nói chuyện được không ông gái? Dạ được, có duyên ạ. Em thích một cái mẫu người chồng lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là bạn trai là không phải là một người gia trưởng, không có lăng nhăng, là một người chung thủy,
không có các mối quan hệ mờ ám như là em gái mưa, em gái nuôi, rồi em kết nghĩa gì đó. Cái từ nuôi đó nguy hiểm lắm anh. Bởi vì nuôi lớn lên là sẽ ăn, nuôi lớn lên là sẽ ăn cho nên là thôi. Nuôi là ăn đó hả? Dạ. Nhưng mà con người không lẽ ăn? Nó ăn kiểu khác anh. Ăn kiểu gì trời? Có mưa, có em gái mưa, cái bão, em gái gì không? Dạ không anh. Anh Hà ơi. Dạ. Không có em gái mưa, em gái nuôi gì, có bạn thân là con gái không? Bạn thân thì cũng thân ai nấy lo hả chị ơi. Đó, vậy được, vậy được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Dạ, hôm nay đi thì có mẹ với chị. À, dạ cô thấy sao, hai đứa được không cô, hợp không cô? Cô thấy được á, hợp á. Dạ. Không, nếu mà nói theo như mà sống mà biết hiểu nhau vậy là tốt. Hồi nãy giờ nghe cháu nói là tôi thấy được á. Rồi, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ, với cậu mợ, với chị, với anh rể. Kính chào Quyền Linh và dạ. Nam Thư. Tôi là Minh Nguyệt, mẹ của Minh Hà. Thì thấy thì được, dễ thương. Nhưng mà ăn thua hai đứa. Chứ còn tôi thì sao cũng được. Miễn là cô con dâu là hiểu chuyện. Ở nhà cũng đẹp, ra đường cũng đẹp. Vậy hai đứa thuận lợi rồi ha. Bây giờ mở rào. Có bó hoa tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Lần đầu tiên gặp mặt. Dạ, em cảm ơn ạ. Lần đầu tiên gặp mặt á, trao đổi đi, cảm nhận về nhau thế nào? Giống trong mơ không vậy Hà? Thì lần đầu tiên gặp mặt thì em thấy anh sao? Dạ, cũng được ạ. Nhìn cũng nói chung mà thấy cũng sao nhỉ? Dễ thương đi. Dễ thương hả? Dạ. Vậy ví dụ như 21 hai anh em mình quen nhau á, rồi tiến tới hôn nhân thì em có chịu làm dâu ở miền Tây không? Ừ, tại em cũng thích người miền Tây. Vậy hả? Thí dụ như anh, nhà gia thế của anh á, nó không có được khá giả lắm, thì em có cảm thấy hơi bị hụt hẫng không? Người đàn ông mà biết chăm lo cho gia đình, chăm lo cho vợ con thì và không có, nói chung là không có để vợ con mình phải cực khổ, phải chịu đói chịu khát thì khi đó là ok. Bây giờ anh cũng không có biết nói gì thôi, anh hát tặng em bài ha. Hay quá ha. Thì anh ha sẽ hát bài Hồng Kông Một nha. Bắt đầu nhìn cổ hát nha. Ừ. Đứng ngay đây nè, nắm tay người ta hát cho tình cảm. Nắm tay chứ không phải bắt tay với đồng chí. Rồi nhìn vô, bắt đầu. Nhưng nắng đâu còn thiết tha gọi mời, gió âm thầm lướt qua muôn đời. Vì ai, vì ai. Yo. Và giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi nắng xuân sáng lời mật ngọt còn thầm thì, như lúc ban đầu. Nước mắt em rơi dòng lệ trang đầy cầu kỳ. Vì ai, vì ai. Hay quá. Hay quá. Em thấy anh rung hơn đó anh. Giống không? Giống không? Giống trong mơ không hả? Giống không? Giống không? Giống mái tóc anh. Hả? Dạ. Kiểm tra lại con tim của mình, xem đây có phải là nửa yêu thương của mình hay không nha. Nhắm mắt lại, kiểm tra con tim của mình. Chưa mà, chưa mà, chưa có hiệu lệnh mà. Chưa mà. Kệ ai nói gì nói, tôi bấm trước được rồi sao? Vậy thì phần còn lại là bên đàn trai tôi bấm đó. Bạn gái có bấm hay không là tùy. Vậy thôi để em đếm với đàn gái đi. Tôi bấm rồi đó. 3 2 1 Bấm luôn rồi. Chúc mừng nha. Đó. Bây giờ xin phép với lại bác. Xin phép bác cho con mặn em, mặn em. Cái ổ hôn em cái. Trời đất ơi. Mần vô má cái đi cưng. Hôn em cái nha. Những chiếc vé xem phim đi cùng đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng đưa tặng các bạn.
Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, nệm tự hào cao su Việt. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Sentong nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6 triệu 990 ngàn đồng. Đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây, tôi xin gửi tặng. Cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem Bạn Muốn Hẹn Hò. Và các bạn ai còn độc thân muốn tìm một nửa cho mình thì hãy cứ mạnh dạn và đăng ký tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò. Hãy ủng hộ chúng tôi và giờ phát sóng rất quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Lớp TV. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4 triệu 690 ngàn đồng. Nếu trả lời câu hỏi thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Bây giờ thì Nam Thư và Quỳ Linh sẽ nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc. Cảm ơn thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt đã tài trợ chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Còn bây giờ là phần quà dành cho khán giả ngay tại phim trường. Đó. Khán giả may mắn sẽ nhận được một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Nếu ai trúng được cái nồi thì trúng, không trúng thì trúng cái chảo. Có nhiêu nè? Số gì nha, số gì 14. Nha? 14. 14, thập tứ. Thập tứ cô nương. Rồi, cho xem. Đúng rồi, 14 đây. Đây, rồi thập tứ, gửi tặng thập tứ, cảm ơn em.